Ui, con cá mập. Sao mà coi đằng kia không còn ai nữa dân dời rồi. Đằng này chỗ có một con súng mới nè. Ngày nắng, ngày nắng. Ê, quả rồi. Càng về khuya cá bự càng ăn nhiều cả nhà ơi. Con cá yêu thương nè. Nó ú cái nào bàn tay vô mặt lên nè. Dính mấy con cá bự thì mê lắm. Dạ, tên Giang mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Giang lại tiếp tục đi câu cá đêm bằng mò dế. Đây nè, Giang buộc ở trên miệng sô này. Nãy có cái mé thấp thấp á, múc miếng nước, sẵn tiện luôn múc miếng nước để hồi bỏ cá vô cho nó khỏe. Giờ cũng khoảng 8 giờ mấy rồi đó. Giờ Giang mới có rảnh à. Câu kiếm cá sáng ăn. Miếng mồi mới hy vọng sẽ may mắn nè. May mắn thiệt rồi, may mắn thiệt cả nhà ơi. Ôi là trời, nó rung tim đánh mình vịt tìa. Chó sủa kìa, cái sủa lớn nghe tiếng dần rồi nghe thấy đèn nữa. Con cá chê đầu tiên sau một hồi dời mấy chỗ luôn thì may mắn đã mỉm cười với dân rồi. Ôi ôi, múa hồn múa vía luôn, giật lên cảm giác đã hay lắm. Khó khăn với em này đây, tại vì nó có hai cái gai dính xong gỡ rồi. Em cá chê đầu tiên sau một hồi dần dời mấy chỗ. Mồi dế dân nói rồi, nó nhảy cá lắm. Chỗ này hên rồi đó. Dân mừng, dân nói hơi lớn, chó sủa quá trời. Chị một cái nặng lắm. Dân quyết định bắt được chú cá này mới chịu. Bị dính. Thôi. Con cá cụ phi. Giật văng lên bờ luôn, xây mầm mầm. Trời trời trời. Chúng mày ẩu rồi, mày ẩu rồi. Ú ị à. Dạ. Ú dữ lắm rồi.
là con khác rồi. Sao mà coi nữa, đằng kia không còn ai nữa dân dời rồi. Đằng này, chỗ còn một con súng mới nè. Ngày nắng, ngày nắng. Ôi, nó kêu luôn kìa. Nó có tiếng luôn á. Chó sủa quá. Lăn mấy vòng được. Được tẩm mấy cái bụi, ba cái đất. Hai con cá chê. Hai cá chê ú ý. Quậy được nước không? Mai nắng mỉm cười chọc mới của dành á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kiếm. Ê, quả rồi. Càng về khuya cá bự càng ăn nhiều cả nhà ơi. Con cá yêu khuya nè. Nó úi cái nào bàn tay vô mắt lên nè. Dịch đá đai lắm. Hên là lên tới bờ để bếp. Thằng lá của mình hơn một chó rồi. Sao một hồi dịch thật. Góp cột thì danh cũng tốn được em đó. Vừa bự vũ. Từ từ, từ từ. Rồi văng vô mặt. Làm sao chút về lên nữa. Cá bự vô trắng giải đừng nhìn cá ngon vô. Ê, nó bị cái này á. Dính nè. Quá sát. Em nào em nói nó trắng mà nó bự đi.
hết ăn rồi. Giờ chỗ coi. Nặng này nặng cả này. Quá bự. Dạ, dân mới về chỗ mới nữa nè. Ở đẳng một hồi hết ăn rồi, dính mấy con cá bự. Cũng hơi kia rồi. Coi chỗ này nó có dính không, kiếm thêm một ít nữa rồi mình đi về. Mới dĩa để cho nó ăn sau cái dân dịch. Dính cái này. Em nhỏ mà em giữ cái vậy. Từ từ. Đôi khi nhỏ nhưng mà uống. Đi đến đâu chó sữa gần gần đó. Hey. Cá nó hết ăn rồi. Thật sự cá nó đi ngủ hết rồi hả gì á. Dân đi cũng khá lâu. Thành quả được bao nhiêu đây nhưng mà nhìn không rõ đâu cả nhà ơi. Dân đi về đổ ra cho cả nhà ngắm nhìn cho kỹ nha. Dạ. Dân về tới nhà rồi nè. Lấy cái gỗ đổ ra. Sau mấy lần giờ chỗ, lúc đầu nó không ăn mà giờ chỗ thôi là bước cuối á, cá nó mới ăn nè. Dính mấy con cá bự thôi mê lắm. Trên đường về chỗ dân thấy con cua này nè, cặp mé lên câu luôn. Ôi cua rất là bự nha. Một cái cho em nó vô xô luôn. Ôi nè, câu hồi lâu lắm mới dính được nhiêu đây nè cả nhà ơi. Dân đi cũng hơi khá lâu á. Lần đầu tiên á là dân đi câu phia chưa gì luôn. Có mấy lần trước á là câu chặn dạng cho tới tối. Bây giờ thật sự ra rất là phia rồi. Dính được số cá rất là ngon, may mắn cho lần câu phia như thế này. Nè mấy con cá rô phi dân giật đã tay lắm. Hai chú cá chê. Ôi cá rô phi mệt, nó mập, nó ú, nặng lắm, sống hoang dã mà. Giờ cũng hơi phia rồi, dân sẽ đổ lại vô xô. Sau khi cả nhà nhìn nhắm rồi thì dân sẽ rộng để mời chế biến món ăn. Nhiều đây là cả nhà mình ăn có thể là qua được 2 ngày, vừa nấu canh vừa kho luôn đó. Dạ đến đây thì Thanh Dân xin phép kết thúc cái chuyến đi câu phia. Dạ Thanh Dân kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và ngủ ngon.